VN. Các bạn có thông tin về những nhân vật ở trong SC là như thế đấy. Đấy là nhận. Có lẽ là tuần hơi nhầm một chút tại vì forum chúng ta đến năm nay mới là 6 năm. 2003 là từ 6 năm, 2007. Tại vì 2007 chúng ta mới thành lập. Hiện tại thì em theo dõi công ty trên Facebook là trang fanpage NJSCVN. Tham gia từ năm 2009. Với lý do nào, tình cờ hay là hữu ý hay là có nguyên nhân nào mà chị tìm đến FC của mình? Có một nguyên nhân thì là từ ngày xưa chị đã thích Michael từ ngày nhỏ cơ. Thế nhưng mà sau khi có một người bạn ở cơ quan nói là chị ơi chị có cái fan club như này thì chị bắt đầu truy cập vào. Chị bắt đầu tham gia một cách gọi là online ạ. Online thì chị biết qua web, còn online thì là chị gặp mặt mọi người lần đầu tiên là lúc nào ạ? Lần đầu tiên mà chị gặp mặt thì là sinh nhật Michael tổ chức vào tháng 11 năm 2019. Lúc ấy thì chị có ấn tượng thế nào với các thành viên của FC mình? Rất là yêu quý và rất là cảm thấy rất là trân trọng và rất là muốn kết bạn với cả mọi người. Thế trong khoảng thời gian tham gia FC chị có kỷ niệm nào để bạn ấn tượng chị nhất? Kỷ niệm thì cũng như là smooth đấy, thành viên của FCSCVN lâu rồi thì nhiều kỷ niệm lắm nên là không nhớ là kỷ niệm nào ấn tượng nhất cả, nhưng mà một trong những kỷ niệm là thích nhất, yêu quý nhất là hôm tổ chức xem Michael Visitic ở Nikon. Mình là fan của Michael và rất là tự hào về fan club. Mọi người rất là yêu và tất cả nhiệt huyết Michael bằng tất cả tấm lòng và tất cả những gì bộc lộ ở trong Michael thì rất cảm mọi người đã biết và kể của Michael thì rất là tuyệt vời. Rất là tự hào, lúc nào chỉ biết tự hào. Có lẽ có một số bạn đã không biết cái chương trình xem phim thế giới khi mà cuối năm 2009 thì đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Tôi chắc chắn là không thể nào quên với những người đã từng tham gia của trong những cái của những cái thời trang phong cách thời trang hàng đầu thế giới hiện nay. Tham gia từ hồi năm 2009 khi Michael mất, thì vô ấy mình bắt đầu lên trang mạng tìm hiểu xem ở Việt Nam có FC này có Michael thực sự hay không. Vô ấy thì mình tìm được FC tham gia từ đấy. Cái cảm giác của mình khi mà tìm được những người cùng sở thích với mình, cùng biết như mình, những người rất là gọi là rất là hiểu nhau, cùng chia sẻ với mình trong khi đó mà trước đó mình rất là khó khăn để tìm. Thì cảm giác được quen lúc ấy như thế nào? Thực sự thì lúc ấy khó nói, thì lúc ấy là thời điểm ấy là thời điểm khi Michael mất đi. Thế là cái nỗi đau, cái nỗi buồn trong con lòng của mỗi con người chúng ta đều cảm thấy rất là hụt hẫng. Nhưng mà khi tìm được những cái người mà cùng sở đam mê chia sẻ với mình, đấy là một điều rất là tuyệt vời, mà cảm thấy vừa vui vừa buồn cái lúc ấy. Ở cái thời điểm đó. Thành phố mà em sống thì có một đôi chút chia sẻ người ở đây là thành phố em sống là thành phố Munich, Bavaria của Đức, và có rất là nhiều kỷ niệm đến cả Michael Jackson, mà nơi gần nhà em nhất là cái gọi là Hotel Bavarian Quốc, thì là nơi mỗi lần Michael về Munich trình diễn thì đều ở đó, và đó cũng là có một cái sự công nhận rất là đáng nhớ mà
tất cả những fan biết về nó không? Người biết rằng là có một cái chút xíu scandal này được đồng bằng hay không? Về em bé con của ông ta và ngoài văn công và báo chí truyền thông một cách và thế giới là giải trí trên cái đó. Thì em có một chút chia sẻ ở đây là trước cái từ cái lúc mà mẹ con chưa mất cho đến khi mà ông ta mất thì là có các câu lạc bộ là có nghĩa là nâng ảnh rồi nến rồi bày ra trước cái hotel đó và cái chính quyền ở Đức thì họ rất là khó chịu nhưng mà họ không thể nào làm được bởi vì là tức là họ không phản đối được bởi vì cái đấy là ngôi sao thế giới rồi và em có chụp những cái bức ảnh đó và chắc là sắp tới này thì em sẽ gửi tặng cho fan club tại Việt Nam tại vì thực sự ra thì cái hình ảnh đó thì không phải ai cũng có. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Nguyễn. Cái địa chỉ cái hotel ở Munich đó, còn đó là một địa chỉ rất nổi tiếng. Các bạn có thể nhớ có một cái sự kiện, cái kỷ niệm nó không hay chúng ta lúc nào, đó là cái sự vô tình khi mà Michael đưa đứa bé đưa ra ngoài ban công ấy, Michael đưa ra ngoài ban công con thứ ba, các bạn có nhớ không? Ông vô tình muốn khoe đứa con với cả các fan thôi, với mọi người thôi, mà vô tình thôi đã đưa ra ngoài lan can và công nhận là tình huống đấy cũng khá là nguy hiểm.